Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Khạp Đồ ngày hôm nay. Hôm nay Thuận đã trở lại rồi các bạn sau hai ngày vắng mặt. Hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là 2 giờ chiều giờ Cali thì ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua tuần mới rồi là ngày thứ hai. Nhưng mà cuối tuần này đó các bạn sẽ thấy là chúng ta thường nó đạt đã, đã không có nhiều thông tin trong cuối tuần rồi. Nhưng mà cuối tuần này đó lại càng ít thông tin hơn. Tại vì ngày mai đó là ngày lễ Labor Day tại Hoa Kỳ có nghĩa là ngày lễ lao động các bạn. Cho nên thị trường stock futures ngày hôm nay cũng sẽ không mở cửa. Nhưng mà cuối tuần này thì chúng ta cũng có khá nhiều thông tin nhất là liên quan tới Elon Musk và X và cũng có cái sự liên quan tới Dogecoin. Chúng sẽ nói về cái thông tin đó. Chúng ta cũng sẽ nói về tình hình của Bitcoin Spot ETF của những thông tin gì mới à, và trong tuần này đó có những sự kiện gì các bạn cần phải quan tâm đến và trong tuần này chúng ta có khá là nhiều những quan chức của Fed sẽ cùng nhau phát biểu. Điều này đó là một điều mà cũng cực kỳ thú vị các bạn. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá cho tuần này. À, hàng tuần đó thì chủ nhật trong Hoa Kỳ chúng ta sẽ cùng nhau DCA cho cái account demo trên CoinGecko Tôi cũng sẽ chia sẻ cái cập nhật mới nhất liên quan đến cái danh mục đầu tư crypto và tổng danh mục đầu tư của Thuận Và chúng ta còn nhiều những thông tin thú vị khác tôi muốn chia sẻ Nhất là chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự một chút về đầu tư dài hạn và trung bình giá Nhưng mà đầu tiên hết thì hãy trở về thứ sáu đi các bạn Tại vì tôi nghĩ chúng ta cần phải nên sâu chuỗi những cái sự kiện này Chúng ta đã nhìn thấy được một cái sự bất ngờ ngày thứ sáu đó Chính là cái phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 3.8% các bạn. 3.8% là cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Điều đầu tiên các bạn nên hiểu đó là 3.8% thất nghiệp ở Hoa Kỳ đó vẫn là rất là thấp các bạn. Đây là một tỷ lệ mà coi như là chấp nhận được và đối với Fed là một tỷ lệ rất là thấp tại vì các bạn đã biết là Fed sẽ chấp nhận phần trăm thất nghiệp tăng lên tới 4% để có thể để làm phát bây giờ đã vẫn dưới 4% phần nhưng mà điều mà chúng ta có thể thấy là tỷ lệ thất nghiệp đó cũng giống như tất cả những chỉ số khi mà đã tăng rồi đó thì có thể tăng rất nhanh và có thể là mất kiểm soát cho nên các bạn thấy là đột ngột có cái sự tăng trưởng như vậy đó ít nhiều gì tôi nghĩ cũng sẽ làm cho nhiều người bắt đầu có cái sự lo lắng tại vì chúng ta cũng đã biết là cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp hơn một năm qua tại vì chúng ta có nhiều cái công ty mướn người hơn là cái số lượng người đi tìm việc làm nó có một cái sự mất thăng bằng và chỉ khi nào mà chúng ta có cái sự cân bằng trở lại đó thì chúng ta mới bắt đầu thấy là phần trăm thân nghiệp bắt đầu mới tăng lên chúng ta chưa có rõ tại bây chỉ là một tháng duy nhất mà thôi nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã thấy là hiện tượng đó đó à, cũng là bắt đầu là một cái mối lo ngại rồi giống như là các bạn lái xe đi thì trong xe các bạn đó, có bình xăng giả sử như là bình xăng các bạn là 20 mươi gallon đi thì 20 mươi gallon đó các bạn thấy được là mất đi một gallon các bạn từ 20 còn 19 hay là các bạn còn 10 mà mất một gallon còn chín thì các bạn vẫn lái xe vẫn không cảm thấy có bất cứ vấn đề nào hết Nếu các bạn không để ý cái bình xăng của mình Tới khi mà các bạn còn một lông cuối cùng đó, Thì từ một trở về không lông Các bạn mới bắt đầu thấy được là cái xe đã không còn chạy như trước nữa Và nó sẽ ngưng chạy khi mà đã hết xăng Thì thị trường việc làm nó cũng tương tự gì các bạn Khi mà chúng ta có quá nhiều việc làm đó Thì tháng này và tháng nọ chúng ta vẫn thấy phần trăm thất nghiệp thấp Tại vì có quá nhiều việc làm Cho đến khi chúng ta bắt đầu có cái sự cân bằng trở lại đó Thì thêm một người thất nghiệp mà cái số việc làm nó không có nhiều hơn đó. chúng ta mới bắt đầu thấy phần trăm sự nghiệp nó tăng lên hy vọng là các bạn hiểu thường muốn nói gì ở đây nhưng mà bây giờ đã vẫn chưa có đến nỗi là cần phải quá lo lắng nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy một số dấu hiệu ban đầu rồi nếu chúng ta tiếp tục thấy những tháng tới đó mà phần trăm doanh nghiệp tăng lên đó, thì đúng là một sự lo ngại và chúng ta cũng thấy là trong tuần tới này đó ngày mai thì sẽ không có bất cứ một cái thông tin lớn nào đến từ hoa kỳ tại vì ngày mai là ngày uh, lễ labor day lễ đào đồng như thường đã chia sẻ với các bạn và trong tuần này đó chúng ta không có những chỉ số nào gọi là cần phải quan tâm nhiều nhưng mà chúng ta lại thấy là thứ năm và thứ sáu của tuần này để chúng ta có hàng loạt những quan chức của Fed luôn chúng ta nhìn thấy được là thứ năm đó có tổng cộng là một hai ba bốn năm sáu sáu cái bài phát biểu đến từ những người như là chủ tịch của Fed ở Philadelphia Patrick Harker đây là một trong những người mà cũng đã bắt đầu ủng hộ cái việc là Fed có thể là Nhân tăng lãi suất và dựa lãi suất ở mức này chúng ta cũng thấy được là những người khác như là chủ tịch Fed ở Chicago là Austin Gusby cũng sẽ phát biểu chúng ta có John Williams chủ tịch Fed ở New York chúng ta có Raphael Bostic một trong những người mà rất là hawkers các bạn có nghĩa là những người rất nhiều hâu à, cũng sẽ phát biểu trong tuần này ngày thứ năm à, đó chính là chủ tịch ở Atlanta và chúng ta cũng thấy là chủ tịch Fed ở Dallas à, là Lori Logan cũng sẽ phát biểu à, trong cái tuần này ngày thứ năm và thứ sáu đó chúng ta sẽ có chủ tịch Fed ở San Francisco là Mary Daly sẽ phát biểu. Nói chung đó là chúng ta có hàng loạt những quan chức Fed sẽ phát biểu. Thường đó là thường nhớ khoảng chừng là một hai tuần trước khi mà có cuộc họp đó thì những quan chức của Fed sẽ không thể phát biểu với báo chí cho nên tôi nghĩ là họ tranh thủ tuần này để có thể là chia sẻ cảm nghĩ của mình. À, ít nhất chúng ta cũng thấy được là họ sẽ có cái định bỏ phiếu như thế nào trong cuộc họp kế tiếp. Và bây giờ đây chúng ta lại thấy là cái phần trăm lạm phát của tháng này đã bắt đầu tăng nhẹ lên một chút chúng ta đã thấy là phần trăm thất nghiệp cũng tăng một cách bất ngờ như vậy thì nếu như mà phần trăm lạm phát tăng trở lại mà thất nghiệp lại tăng đó thì fed sẽ nằm trong một vị trí cực kỳ khó khăn luôn không biết là họ sẽ có những quyết định gì như thông tin từng chia sẻ với các bạn lúc mà fed tăng lãi suất đó, đó không phải là lúc mà chúng ta lo lắng thường đó là khi mà fed bắt đầu nghĩ đến là giảm lãi suất chúng ta mới lo lắng các bạn tại vì fed đó là một cái đơn vị họ gọi là đơn vị phản ứng có nghĩa là cái gì đã xảy ra rồi họ mới phản ứng nghĩa là họ sẽ luôn nhìn vào kính chiếu hậu tất cả những cái chỉ số điều của đồ trì hoãn và fed biết điều đó nhưng mà họ là một cái đơn vị phản ứng theo tình hình của thị trường chứ họ không phải là một đơn vị chủ động để mà ước tính xem là bước kế tiếp tình hình kinh tế sẽ là sao họ chỉ phản ứng khi mà nó đã xảy ra rồi cho nên khi mà fed giảm lãi suất thường trong lịch sử đó là lúc mà chúng ta đã bắt đầu có suy thoái tài chính rồi thì fed mới bắt đầu giảm lãi suất lần này có khác hay không đó thì các bạn đã biết là bốn từ đắt giá nhất cho đầu tư là lần này sẽ khác Thuận vẫn hy vọng là mình chưa thấy đã lo quá xa có thể là tình hình sẽ không có như vậy chúng ta sẽ có một cái đợt hạ cánh mềm như là nhiều người mong đợi lạm phát giảm xuống thất nghiệp với mức thấp và chúng ta thấy được là fed có thể là bắt đầu thả lỏng mọi thứ đều tốt đẹp hy vọng như vậy các bạn nhưng mà đây là những thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ về những gì sẽ xảy ra trong tuần này những lời phát biểu của Fed đó, không biết họ sẽ nói gì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là một trong những điều khác đã, đã bắt đầu thấm vào trong thị trường đó chính là lãi suất các bạn và nó ngày càng rõ ràng hơn mới đầu lãi suất nó chỉ xuất hiện đâu đó trong giống như các bạn thấy được là ảnh hưởng đến ngân hàng hay là thậm chí khi chúng ta nói tới à, việc là những ngân hàng nó gặp khó khăn tại vì họ nắm giữ công trái phiếu mà lãi suất tăng lên khiến cho công trái phiếu của họ đang bị lỗ đó thì cái đó nó cũng là cái sự ảnh hưởng nhưng mà nó cũng như là có một cái sự cách xa với người dân bình thường nhưng mà rất rõ ràng là các bạn nhìn bên dưới này thì các bạn có biết là một người bình thường ở Hoa Kỳ trung bình ước tính cái tiền mà họ trả hàng tháng đó để có thể à, duy trì một chiếc xe đó đã lên tới là 750 đô la các bạn 750 đô la so với lại năm 2019 đó, thì chỉ là khoảng chừng 550 đô mà thôi. Các bạn cứ nghĩ đi. Lương thì không có tăng bao nhiêu. Các bạn có thể dễ dàng lên trên mạng Google hay là những bà nào mà thích xem YouTube đó, thì có rất là nhiều những cái kênh tiếng Việt chia sẻ về cuộc sống Mỹ và lương trung bình người dân là bao nhiêu. Thì các bạn cứ nghĩ. Xe ở Hoa Kỳ đó là một cái gì đó nó gọi là phương tiện di chuyển mà thôi không phải cái gì gọi là xa xỉ hết các bạn Đương nhiên có một số người họ thích uh, lái xe mà đắt giá hơn Nhưng mà phần lớn đó người dân Hoa Kỳ xem xe như là một cái phương tiện di chuyển Mà một phương tiện di chuyển này đáng lý đó là không phải là một phần lớn của thu nhập các bạn Thường đó Hoa Kỳ là một phần ba thu nhập là họ dùng để trả tiền nhà Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là để duy trì một chiếc xe cần thiết để mà di chuyển đi chợ hay là đi làm đó Đã tốn 750 đô mỗi một tháng rồi con số đó không hề nhỏ đâu các bạn đối với một người mà làm lương trung bình à, và các bạn thấy được lý do tại sao mà nó tăng như vậy đó là tại vì lãi suất để mà mua xe mới đã lên tới 9.5% rồi các bạn thấy được là lãi suất Fed có thể giữ lâu được bao nhiêu nữa lãi suất của Fed tự nhiên không ảnh hưởng trực tiếp với lại các bạn mua nhà hay là các bạn mua xe nhưng mà lãi suất của Fed là ảnh hưởng đến cái gọi là Fed Fund Rate như là cái lãi suất mà Fed cho ngân hàng mượn qua đêm và lãi suất đó đã gián tiếp ảnh hưởng đến lãi suất của người dân cho nên Fed có thật sự có thể giữ lãi suất cao như vậy một thời gian dài hay không đó thì thuần cũng không chắc đâu các bạn. Đương như lúc nào họ cũng nói rất mạnh miệng, chủ tịch John Powell cũng nói là chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ và hy sinh tất cả để mà đẩy lùi lạm phát. Nhưng mà ông ta chỉ nói như vậy tại vì hiện bây giờ đây vẫn chưa thật sự hy sinh gì nhiều hết các bạn. Nhưng mà khi mà thất nghiệp thực sự tăng rồi đó Tại vì Fed có hai điều mà họ quan tâm tới Tất cả nhiều điều khác đó họ đều không quan tâm Nhưng mà họ chỉ quan tâm đến hai điều Thứ nhất đó chính là phần trăm làm phát Và thứ hai là phần trăm thất nghiệp Khi mà phần trăm thất nghiệp tăng lên Các bạn đã thấy là đối với mức lương bây giờ Duy trì tiền nhà và tiền xe đó đã bắt đầu là một vấn đề đối với lại một số người rồi nếu như thất nghiệp tăng lên thì các bạn có nghĩ đi những người này họ sẽ không thể tiếp tục trả tiền nhà tiền xe cao như vậy nữa tại vì lãi suất đang cao à, sẽ dẫn đến cái gì các bạn dẫn đến ngân hàng sẽ có nhiều nợ xấu thì kéo theo rất nhiều À, những cái vấn đề sau này cho nên mọi thứ đó vẫn hướng về là Fed sẽ thả lỏng và bắt đầu nghĩ đến việc là giảm lãi suất vào quý 1 của năm sau. Hy vọng là chúng ta đã thấy là Fed ngưng tăng rồi nhưng mà chúng ta sẽ biết trong cuộc họp tháng 9 này khoảng 3 tuần nữa tôi nhớ là ngày 21 tháng 9 và nó ngoài là một chút các bạn nhưng mà một trong những điều mà bản thân của Thuận cảm thấy là một cái sự lựa chọn có thể hợp lý đối với nhiều bạn đó, đó chính là không nên có quá nhiều nợ. Đương nhiên khi các bạn mua một cái gì đó mà nó quá đắt giá như các bạn là mới đầu là mua nhà đi thì các bạn cần phải mượn tiền thì cái đó thường không nói đến rồi. Cái đó là một cái mà tôi nghĩ là ai cũng khó có thể tránh khỏi ngoài trừ là các bạn có sẵn một số tiền mặt rất lớn mà thôi. Nhưng mà nếu như các bạn mua xe hay là các bạn mua bất cứ một cái gì mà được sử dụng hàng ngày đó giống như các bạn mua TV, các bạn mua laptop mà khi các bạn nợ rồi đó cho dù là cái nợ đó là không phần trăm đó tôi nghĩ ít như gì đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các bạn đó là cái suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi có một số người đó thì họ thích tối ưu hóa có nghĩa là họ nói là nợ chỉ có phần trăm là một hai phần trăm gì thôi thì tại sao lại không nợ trong khi mà dùng tiền đó để đầu tư thì có lợi nhuận cao hơn hay là nợ là không phần trăm trong vòng là một năm hai năm gì đó tại sao lại không nợ thì coi như là mình dùng tiền của họ để ứng trước phần trăm rồi mình lấy tiền của mình để mà đầu tư hay làm chuyện khác thì nó sẽ tốt hơn thì cái đó nó chỉ đúng với những bài nào mà cực kỳ nghiêm túc và có kỷ luật với lại tài chính của mình đối với một số người đó khi các bạn đã không nghiêm túc hay là không có cái kỷ luật đó thì các bạn sẽ không trả đúng hạn không trả hết theo định kỳ sẽ dẫn đến các bạn sẽ bị phạt các bạn phải đóng cái tiền lãi suất cao hơn vân vân cho nên đến cuối cùng đó thì các bạn lại mua một thứ gì đó mà đáng lý đâu nếu các bạn cần phải dành dùm để mà mua thì các bạn sẽ không lựa chọn mua cái đó Tại vì khi mà các bạn đem tiền túi mình để mà mua đó, tiền trong ngân hàng thật sự để mua cái gì đó Giờ xin các bạn muốn mua một chiếc xe là 30.000 đô đi thì 30.000 ngàn đô chụp ngân hàng các bạn phải gửi đến để mua một chiếc xe, cái cảm giác nó khác hơn là các bạn ký một tờ giấy rồi các bạn đào xuống nghĩa là các bạn đặt cọc hơn chừng 50.000 đô rồi phần còn lại các bạn uh, thiếu thì cái sự khác biệt nó rất là lớn các bạn về tâm lý. Đối này như vậy đương nhiên mỗi người mỗi khác, thôi chỉ chia sẻ cái uh, cảm nghiệm cá nhân của mình mà thôi và trong những lúc mà khó khăn nữa các bạn giống như là các bạn gặp uh, uh, vấn đề liên quan tới công ty các bạn bị sa thải hay là các bạn làm việc không được vui các bạn muốn lựa chọn một việc làm khác nhưng mà vì các bạn phải tiền nhà, tiền xe hàng tháng đó, nó sẽ hạn chế sự lựa chọn của các bạn Nó sẽ khiến cho các bạn khó để mà ra quyết định hơn Thì đây là những cái mà các bạn không thể tính toán bằng phần trăm lãi suất hay là dòng tiền được Các bạn không thể tính toán làm sao để mà tối ưu hóa được Đây là những cái liên quan tới tâm lý và đối với lại một số người chúng ta có thuận đó, Khi mà tâm lý của thuận vững thì thuận sẽ có thể có nhiều lựa chọn nó tốt hơn Và một trong những cách để khiến cho tâm lý vững đó chính là trước hết chú tâm để mà không có nợ rồi sau đó chúng ta mới có thể là suy nghĩ những cái nó lớn hơn và làm những gì chúng ta cần làm. Một lần nữa mỗi bạn thì mỗi khác, có mỗi suy nghĩ khác nhau thôi chỉ chia sẻ cái suy nghĩ của mình à, liên quan đến tài chính cá nhân mà thôi. Đã gọi là tài chính cá nhân thì nó rất là cá nhân các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến Trung Quốc đó thì chúng ta cũng đang thấy là Trung Quốc gần đây cũng có khá nhiều động tĩnh liên quan tới là khuyến khích à, những công ty những ngân hàng là thu mua cổ phiếu à, giảm cái phần trăm thuế cho cổ phiếu xuống để khuyến khích người ta đầu tư nhiều hơn. Chúng ta cũng đã nghe nhiều những cái thông tin này và chúng ta cũng đã có thêm một thông tin mới nữa, đó chính là Trung Quốc đó cũng đã ra quyết định là ngân hàng trung ương Trung Quốc đã giảm xuống cái phần trăm cần thiết lưu trữ cho ngoại tệ các bạn. Thì theo đơn hiểu ở đây đó là giả sử như các bạn là một công ty hay một ai đó gửi tiền ngoại tệ ở ngân hàng Trung Quốc, có nghĩa là các bạn gửi bằng đồng đô la, các bạn gửi bằng đồng uh, yên Nhật Bản đi thì trước đây đó ngân hàng đó cần phải lưu lại 6% có nghĩa là các bạn gửi 100 đô thì ngân hàng phải giữ lại 6 đô sau đó thì ngân hàng có thể là cho mượn 94 đô còn lại thì dựa theo tài liệu đó bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 này thì sẽ giảm xuống còn 4% mà thôi có nghĩa là ngân hàng đây chỉ lưu 4% còn lại họ có thể là cho vay thì điều này đó sẽ khiến cho có khoảng chừng là 16 tỷ đô la sẽ có thể dùng để mà cho vay thì đương nhiên đây là một trong những động thái để làm gì các bạn để kích thích nền kinh tế khi mà ngân hàng đã có thể cho vay cái phần trăm nhiều hơn họ lưu trữ phần trăm ít hơn thì sẽ có nhiều tiền hơn để họ có thể dùng để mà cho vay và càng nhiều người có thể vay đó thì càng kích thích nền kinh tế các bạn họ vay để làm gì họ đâu phải vay xong họ bỏ túi hay là bỏ ngân hàng của họ họ vay xong để họ đi mua nhà mua xe hay là họ kinh doanh các bạn thì sẽ kích thích nền kinh tế và một điều nữa đó là chúng ta có nhìn thấy là cái biểu đồ bên dưới này đã bắt đầu là từ ngày 1 tháng 3 năm hai 2022 Các bạn thấy cái đường màu đỏ này nó tăng lên không Đường màu đỏ này ra là đại diện cho là đồng nhân dân tệ, đồng yuan của Trung Quốc so với đồng đô la Có nghĩa là chúng ta đã thấy là đồng đô la càng ngày càng mạnh trong dòng thời gian là một năm qua đối với đồng yuan của Trung Quốc Thì một trong những tác dụng khác nữa khi mà ngân hàng có thể là cho vay nhiều ngoại tệ hơn nên sẽ khiến cho nhiều ngoại tệ xuất hiện ở trên thị trường à, sẽ làm giảm bớt đi áp lực À, để đồng doanh có thể là có một cái sự tăng trưởng về phương diện chính trị đó thường sẽ không bao giờ bàn tới trên kênh này các bạn nhưng mà về phương diện tài chính đó, thì các bạn nên hiểu là hoa kỳ và trung quốc đó là nền kinh tế lớn nhất và lớn nhì ở thế giới hiện tại các bạn nghĩ đi trung quốc sản xuất bao nhiêu hàng hóa và xuất khẩu đi bao nhiêu nơi à, chưa nói tới trung quốc cũng là một trong những cái nền kinh tế mà cũng tiêu thụ hiện tại và hoa kỳ các bạn đã biết là một nền kinh tế tiêu thụ cực kỳ nhiều và họ tiêu thụ hàng hóa từ khắp nơi từ trung quốc từ việt nam từ rất nhiều quốc gia các bạn một trong hai thôi đừng nói tới là cả hai quốc gia này mà gặp vấn đề liên quan đến kinh tế đó thì sẽ kéo theo cả thế giới luôn các bạn chứ không có phải là ảnh hưởng tới riêng một quốc gia nào đâu cho nên chúng ta không hy vọng là cả hai gặp bất cứ một vấn đề nào hết Chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói tới crypto đi Các bạn thấy được là giá liên quan tới Bitcoin đó Thì hôm nay chúng ta đã trở lại mức là khoảng 26.000 đô các bạn Ngay thời điểm này đó là 25.987 Thì chúng ta cũng đã biết là có một cái sự giảm giá xuống Tới mức là 25.300 đô vào ngày thứ sáu các bạn Rồi sau đó cho các bạn thấy được là giá cũng đã trở lại mức là khoảng 25.700 đô Và cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó Thì giá đã trở lại mức là 26.000 đô rồi Nói chung đó thường thì không có có thích chia sẻ nhiều về thuyết âm mưu của bạn nhưng mà khi các bạn nhìn lại những gì đã xảy ra gần đây đó thì có một điều chúng ta nên hiểu đó là giá của Bitcoin đã có những cái sự tăng trưởng gần đây tại vì có nhiều những cái thông tin tốt quá khi mà thuận zoom vào đây là biểu đồ nến ngày các bạn thì trong vòng 2 tháng qua chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin tốt có thể mang tính chất nổi bật luôn chúng ta có mới đầu là thông tin liên quan tới BlackRock để đơn để có Bitcoin Spot ETF dẫn theo một loạt những công ty Forward giá cũng đã tăng lên vì sự kiện đó rồi sau đó sao các bạn sau đó đó thì giá cũng đã không thể qua coi được cái mức là 31.800 đô và thật ra cũng không giữ được cái mức 30.000 đô các bạn và đã nhanh chóng giảm xuống dưới 30.000 đô. Chúng ta sau đó nhận được một thông tin cũng rất lớn nữa đó chính là thông tin liên quan đến là Ripple đã có thể gọi là thắng kỳ một phần tại vì XRP đó đã không phải là chứng khoán giá cũng đã tăng lên nhưng mà sau đó thì sao các bạn sau đó, đó thì giá đã không giữ được gặp rất nhiều lực bán chúng ta gần đây đã cũng nhận được một cái thông tin đó chính là Rayscale thắng kiện thì chúng ta thấy được giá cũng đã tăng ngược cho lên từ cái mức là khoảng 25.300 đô lên tới 28.100 đô nhưng mà sau đó, đó cũng gặp rất nhiều lực bán sau đó và hai ngày sau đó thì giá đã trở lại cái mức là 26.000 đô như là cái mức ngay thời điểm hiện tại thì nói chung đó nhìn vào những gì đã xảy ra gần đây các bạn thấy được là mỗi lần mà có tin tức lớn thì hầu như đã, đã gặp rất nhiều lực bán và có ai đó hình như là không muốn giá của Bitcoin có sự tăng trưởng bây giờ. Cho nên đã gặp rất nhiều lực bán ở mức là khoảng 31.000 đô và muốn giữ giá Bitcoin là dưới 30.000 đô các bạn. Sự thật đó, là những thông tin thường vừa chia sẻ với các bạn là vẫn có hiệu lực bây giờ. Chúng ta vẫn thấy là cây quỹ Uh, Bitcoin Spot ETF của những công ty đó thì vẫn đang chờ được duyệt Chúng ta vẫn thấy được có rất nhiều người rất lạc quan Chúng ta cũng thấy là những thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán thì đó vẫn là sự thật hiện tại Scale vẫn thắng kiện, không gì khác biệt hết các bạn Tất cả những thông tin này đó là những thông tin mà cực kỳ tốt, dài hạn Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là giá đó không phản ứng như là nhiều người mong muốn Nếu như bạn tin vào thúy âm mưu đó thì có thể là có ai đó, đơn vị nào đó không muốn thấy giá Bitcoin có một cái sự đột phá ngay thời điểm hiện tại và chúng ta cũng đã vừa kết thúc tháng 8 nếu như mà chúng ta nhìn vào năm 2019 thì các bạn sẽ thấy được là cũng có nhiều điểm giống như là bây giờ chúng ta thấy là tháng 8 của năm nay giá đã giảm 11% thì chúng ta cũng đã thấy là hồi năm 2019 thì tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 tháng mà có màu đỏ xuất hiện thì chúng ta thấy là tháng 9 thường là một tháng rất là đỏ luôn chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử của Bitcoin từ năm 2015 cho đến năm 2022 đó thì trong khoảng thời gian đó chỉ có 2 năm duy nhất là năm 2015 và 16 là chúng ta thấy tháng 9 là màu xanh mà thôi Còn lại là, là màu đỏ Nhiều người cho là tháng 9 này chúng ta cũng sẽ tiếp tục thấy Bitcoin đó có một cái sự giảm xuống Và những mà nào mà tin tưởng vào chu kỳ màu 4 năm đó Các bạn nghĩ là năm nay tương tự như năm 2019 như thường, thường hay chia sẻ đó Thì những gì xảy ra cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đối với nhiều bạn Đương nhiên tin tức chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được Nhưng mà các bạn thấy được là cái phản ứng của giá cũng như là phản ứng của cái chu kỳ đó Nó cũng không có sự khác biệt nhiều Năm 2023 này đó rất là có nhiều điểm giống như năm 2019 và nhiều người cho là năm 2024 nó sẽ như là năm 2020 là một cái năm mà có having rồi sau đó năm 2000 24 cuối năm cho đến hết năm 2025 đó sẽ là một cái mùa tăng trưởng như là chúng ta đã từng thấy năm 2021 và năm 2017. Nhìn vào giá cả của thị trường đó, thì các bạn đã thấy được là vốn hóa thì cũng cỡ đó các bạn gần như là 1,1 nghìn tỷ và chúng ta nhìn thấy là giá của Bitcoin trong vòng 24 giờ qua thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta có xanh có đỏ, nói chung đó, thì cũng không gì gọi là quá nổi bật các bạn. À, chúng ta có một số đồng đó, thì giảm khoảng chừng là 9% như là Gala nhưng mà không phải đồng nào cũng giảm nhiều như vậy thì tăng nhiều nhất chúng ta có BTT đó thì tăng 8.4% còn lại đó thì tăng 2% 1% mà thôi nói chung về giá cả cuối tuần này đó cũng không gì gọi là quá nơi bật đối với thuần chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những cái cập nhật mới nhất đi thì chúng ta hãy nói tới bitcoin spot etf tại vì đây vẫn là cái đề tài nóng nhất mà được quan tâm đến uh, của cả thế giới đầu tư các bạn không chỉ là crypto đâu các bạn thấy được là cnbc uh, bloomberg fox news toàn bộ đó đều chú tâm nói về bitcoin spot etf ai cũng cho đây đó là một cái sự kiện rất lớn cho cái sự phát triển của crypto nói chung và bitcoin nói riêng và trên màn hình đó, các bạn thấy được đây là Michael Sonahan và người này là CEO hiện tại của công ty RayScale và công ty RayScale của bạn đã nhớ là quỹ Gbdc đó đã thắng kiện bây giờ SEC có 45 ngày để ra quyết định và trong 45 ngày này đó, thì Michael Sornahan à, đã nói với đài CNBC là ông đang làm việc trực tiếp với lại SEC để xem có là họ cần gì nữa tại vì ông vẫn hy vọng là SEC không khai kháng cáo và trong 45 ngày này đó sẽ có một câu trả lời hợp lý đối với cái quỹ đầu tư của GBDC tại vì họ muốn chuyển cái quỹ đó thành Bitcoin Spot ETF và dù sao đi nữa đó các bạn thấy là biết bao nhiêu những người mà gọi là à, có tiếng tâm hay là có trọng lượng đó, đều cho rằng việc SEC cho thông qua Bitcoin Spot ETF đó là chuyện sớm muộn mà thôi và tới thời điểm bây giờ đây dựa theo như chúng ta nhận được thì sớm nhiều hơn là muộn có nghĩa là chúng ta sẽ thấy trong vòng một năm đổ lại sẽ có Bitcoin Spot ETF sau hơn 10 năm hơn 10 năm các bạn thị trường này đã mong muốn có một Bitcoin Spot ETF nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có thì có phải chúng ta sắp sửa có một cái được thông qua hay không thì Bloomberg đã cho là chúng ta có 95% sẽ có một Bitcoin Spot ETF à, vào khoảng chừng là trước cuối năm 2024 JP Morgan cũng nói gì các bạn JP Morgan nói là việc Bitcoin Spot ETF được thông qua đó là sớm muộn mà thôi SEC sẽ không có lý do để mà từ chối nhất là sau khi mà Tòa án đã bác bỏ những lý do dùng để từ chối Bitcoin Spot ETF trước đây. À, tòa án nói là những cái lý do đó, đó cũng có thể áp dụng được với lại futures. Nhưng mà đã cho futures thông qua thì phải cho Spot ETF thông qua. Và ngay cả các bạn thấy được là chủ tịch cũ của SEC đó chính là Jay Clayton các bạn. Jay Clayton là cựu chủ tịch của SEC và cũng nói tương tự nói là việc mà SEC cho thông qua Bitcoin Smart ETF đó là sớm muộn mà thôi Tại vì cái sự khác biệt giữa Futures ETF và Bitcoin Smart ETF đó, Cái sự khác biệt đó không có lớn Và SEC đó không thể nào mà dựa vào sự khác biệt đó Để có thể thuyết phục tòa án là lý do từ chối là hợp lý đâu Một điều các bạn nên hiểu đó là dưới thời của Jay Clayton chúng đã có Bitcoin Spot ETF bị từ chối thì khi mà ông là chủ tịch SEC đó thì ông luôn không muốn cho thông qua và các bạn nên nhớ là những lý do mà Jack sử dụng đó cũng là những lý do mà chủ tịch Genz sử dụng bây giờ các bạn thì tại sao khi mà là chủ tịch SEC đó thì Jay Clayton không có cho thông qua Bitcoin Spot ETF Bây giờ không còn là chủ tịch nữa đó thì uh, bắt đầu là nói tốt về Bitcoin và nói là Bitcoin Spot ETF cần phải được thông qua Rất rõ ràng nên là có một cái thế lực chính trị nào đó các bạn khi mà là chủ tịch của SEC đó thì đã có ai nói gì đó nói là đừng cho Bitcoin Spot ETF thông qua cho nên mới không có được thông qua cho tới, tới bây giờ Chứ còn những lý do tại sao không được thông qua đó thì ngay cái Jay Clayton nói là không có hiệu lực thì tại sao lúc ông còn là chủ tịch lại không cho thông qua các bạn Các bạn nên hiểu là Thùng muốn nói gì đây Có cái gì đó nó không có hợp lý à, Nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã thấy là Bloomberg, JP Morgan Bất cứ ai bây giờ đó mà có trọng lượng điều nói là SEC Cũng không có nên câu giờ nữa Tại vì sớm muộn gì cũng phải cho thông qua mà thôi Nhất là đã đến cái bước này rồi Thì câu giờ cũng không có nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà có thể đối với lại chủ tịch Gail Gansler đó, thì câu giờ có ý nghĩa Vì một lý do nào đó chỉ có chủ tịch Joe Gansler biết mà thôi James Seyfoy các bạn đây là một trong những người mà theo dõi rất sát về tình hình của ETF à, cũng nên nói một cái điều thú vị là chúng ta nhìn thấy được là trên trang web chính thức của SEC đó họ cũng đã có thông báo tại vì các bạn thấy được là SEC sẽ gửi cái giấy tờ chính thức cho từng quỹ một nói là họ sẽ trì hoãn và họ đã trì hoãn tất cả các quỹ rồi chúng ta có Bitwise, Vanex, Wise Origin, Valkyrie, Invesco, Wisdom Tree vân vân một trong những cái đơn từ chối mà chúng ta không thấy có trong cái văn bản thông báo đó chính là Blackrock nó rất là thú vị các bạn à, thật ra đây cũng không phải là một cái gì à, gọi là sẽ thay đổi hết không phải là Blackrock nó sẽ được thông qua hay gì hết các bạn đã biết là chúng ta cũng đã thấy văn bản chính thức là Blackrock đã bị trì hoãn chỉ là trên cho báo chính thức họ không đề cập tới Blackrock mà thôi đây cũng là một trong những điều mà nó kỳ lạ tại sao lại không có tên BlackRock trong cái văn bản chính thức của SEC. Rất rõ ràng là đã bị trì hoãn dựa theo cái tài liệu chính thức. Rất là thú vị các bạn. Không biết các bạn nghĩ sao? James Sapphire cũng không có một lời giải thích. Đây là điều rất kỳ lạ. <laughs>